Tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, truyện do nhóm đạo hữu tại Facebook Góc Truyện biên dịch, hiệu đính bởi Có Lẽ Tôi Yêu Em, Bobina, qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Trường Sinh, chương 304. Hầu tử lông vàng. Trường Sinh ngủ một giấc đến giờ dậu, sau khi tỉnh lại liền gọi đại đầu khởi hành lên đường. Không ai không thích thú lễ, đại đầu cũng không phải là ngoại lệ. Bất quá hắn lần này một kiện lễ vật cũng không thu, chỉ tỏ ra luật chính ngự sử uy phong, lời lẽ chính nghĩa, làm mình giống như thanh quan thiết diện vô tư. Đối với cách làm của đại đầu, Trường Sinh cũng không cảm giác có gì không tốt. Làm quan phải có dáng vẻ làm quan, vênh mặt hất hàm sai khiến, vênh vang đắc ý, cố nhiên không quá hòa khí, nhưng là cùng một ít quan viên ưa thích loài người, không làm việc đàng hoàng, cải trang vi hành. Đại đầu lúc kiêu ngạo thực sự không coi là khuyết điểm gì, chỉ ít rất chân thực, cũng không dối trá. Hai người ở trong khách sạn cũng không có đi phủ nha cùng công sở, nói đi thì đi, qua loa thu thập sau đó, hai người liền giục ngựa ra khỏi thành. Đại nhân, bây giờ chúng ta lại đi chỗ nào? Đại đầu ngáp một cái hỏi. Trường Sinh không có lập tức nói tiếp. Thiên Tiên Quan nằm ở hướng đông nam, mà Nghiệp Châu tại tây nam của Ích Châu, cũng không tiện lên đường. Ngắn ngủi trầm ngâm, Trường Sinh quyết định trước tiên đi Thiên Tiên Quan, bởi vì đại đầu từ Trường An vì Phủ Phong chân nhân mua sắm không ít lễ vật. Những lễ vật này một đường treo ở trên lưng ngựa, đi đường thời điểm có nhiều vương víu. Thiên Tiên Quan cách Ích Châu có hơn 500 dặm. Hai người giục ngựa đi nhanh, thời gian lên đèn liền chạy tới chỗ Thiên Tiên Quan của Phủ Phong chân nhân. Thiên Tiên Quan là một chỗ đạo quán của Thái Thanh Tông, có lịch sử trăm ngàn năm cùng truyền thừa. Đạo quán nằm ở Ba Châu, Quy, Nhân, Huyền trong núi Đông Giao. Sở dĩ tên là Thiên Tiên Quan là bởi vì chỗ này đạo quán đã từng xuất hiện ra một vị thần tiên cấp bậc thiên tiên. Thiên Tiên Quan mặc dù lịch sử lâu đời, lại không giống như Long Hồ Sơn có nhiều giáo chúng. Trong đạo quán điện đường phòng xá đã ít ỏi lại tàn phá, cỡ trung đẳng đạo quán cũng không tới. So sánh với những đạo quán thì cũng chỉ là quy mô tương đối nhỏ. Cổ nhân nói, núi không cần phải cao, có tiên thì nổi danh. Mặc dù Thiên Tiên Quan rất là cũ kỹ, Trường Sinh cũng không dám lãnh đạm chủ quan, bởi vì Thiên Tiên Quan trưởng giáo Phủ Phong chân nhân cùng lão thiên sư Trương Bình Nhất là hảo hữu chí giao, so với hắn lớn hơn tận hai đời. Nếu như dựa theo nhập thế sâu cạn, Thái Thanh Tông không thể nghi ngờ là một trong tam tông tam thanh nhập thế sâu nhất. Nói trắng ra chính là bọn hắn cùng với thế nhân liên hệ tương đối nhiều. Thiên Tiên Quan mặc dù xây ở trên núi, rời huyện thành cũng không xa, hương nhân nghĩ đến thắp hương bái thần cũng có nhiều tiện lợi. Bất quá trước mắt rối loạn, khách đến đây thắp hương cầu nguyện hành hương cũng không nhiều. Trước núi mặc dù có một chỗ cũ nát đình đón khách, bên trong cũng không có đạo nhân tiếp khách. Hai người từ trước núi xuống ngựa, đại đầu cõng theo đồ vật, Trường Sinh đi bộ lên núi. Cùng Vô Tương Tự so sánh, Thiên Tiên Quan lộ ra rất là giản dị. Vô Tương Tự lên núi bậc thang chừng rộng 2 trượng, nhưng Thiên Tiên Quan bậc thang không quá 3 thước. Hơn nữa cũng không phải là chỉnh tề đá xanh lát thành, mà là những loạn thạch lũy thế, lớn nhỏ không đều. Bất quá bởi vì Thiên Tiên Quan tồn tại đã nhiều năm, ngày qua ngày, năm qua năm, đạo quán đạo nhân cùng với khách hành hương qua lại đã đem thềm đá dẫm đạp đến mức bóng loáng. Hai bên thềm đá đều là rừng trúc rậm rạp. Buổi chiều khả năng đã có mưa nhỏ, trong núi khí ẩm rất nặng, con đường cũng có chút trơn trượt. Lúc này sườn núi có khói bếp dâng lên, chắc hẳn bên trong đạo quán đang có người nhóm lửa nấu cơm. Không bao lâu, hai người tới quảng trường ở sườn núi.
Cùng Vô Tương Tự quảng trường so sánh, quảng trường trước mặt Thiên Tiên Quan cực kỳ nhỏ, chỉ có thể coi như một chỗ bằng phẳng tương đối. Tại quảng trường chính giữa có một cái thạch đàn, bên trong vây quanh một gốc cây đa to bằng cỡ hai người ôm. Thiên Tiên Quan có tưởng viện, sơn môn cũng không lớn, cửa lâu rất nhỏ. Hai bên sơn môn gạch đá có khắc một bộ câu đối, về trên là đạo quán cổ kim bao vũ trụ, về dưới là pháp tuân tự nhiên ngự quỷ thần, hoành phi ghi chính là đạo khí trường tồn. Sơn môn lúc này đang đóng, Trường Sinh tiến lên gõ cửa. Không bao lâu, cửa sân bị người mở ra, một cái tiểu đạo đồng 11-12 tuổi nhô đầu ra. Vô Lượng Thiên Tôn, sắc trời đã tối, hai vị thiện nhân muốn thắp hương, ngày mai lại đến đi. Trường Sinh lần này xuất hành cũng không có mặc đạo bào, liền không có chắp tay đáp lễ đạo gia, mà là bình thường chắp tay nói: "Tiểu đạo trưởng, chúng ta là từ kinh thành tới, có chuyện quan trọng muốn cầu kiến Phủ Phong chân nhân." Nghe được lời của Trường Sinh, tiểu đạo đồng lại lần nữa đánh giá hai người. Đầu năm nay ai cũng không dễ sống, thấy đại đầu mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật, tiểu đạo đồng cũng không khỏi tâm động, nhưng do dự sau đó vẫn là lắc đầu nói: "Hai vị thiện nhân đường xa mà đến, lẽ ra không nên đem hai người cự tuyệt ngoài cửa, nhưng đêm nay quả thực không thích hợp, hai vị vẫn là sớm chút xuống núi đi, sáng ngày mai lại đến." Trường Sinh buổi chiều đã ngủ qua, không nỡ lãng phí một đêm, liền lại lần nữa nói: "Tiểu đạo trưởng, thực không dám giấu giếm, ta chính là Long Hồ Sơn đạo nhân, bây giờ thân ở triều đình, liền chưa đổi y phục đạo bào. Quý quan trưởng giáo Phủ Phong chân nhân cùng với chúng ta Long Hồ Sơn Trương chân nhân chính là hảo hữu chí giao, mà ta lần này đến đây cũng là nhận được chỉ dẫn của Long Hồ Sơn trụ trì, đến đây bái sơn thỉnh giáo, còn xin tiểu đạo trưởng thông báo một tiếng, chúng ta sẽ không ngưng lại quá lâu, nhiều nhất nửa canh giờ liền sẽ rời đi." Trường Sinh nói xong, tiểu đạo đồng mặt lộ vẻ khó xử. "Đã là đồng đạo, ta lẽ ra vào trong thông báo, thế nhưng trưởng giáo và ban ngày đã nói đêm nay không tiếp khách, phải làm sao mới ổn đây?" Thấy tiểu đạo đồng vẻ mặt như vậy, Trường Sinh bắt đầu hoài nghi Phủ Phong chân nhân có phải hay không đã biết hai người muốn tới, bởi vì nguyên nhân nào đó mà cố ý tránh đi không thấy. Nhưng vào lúc này, đạo quán phía tây trên đường nhỏ xuất hiện một lão già mặc áo tơi, trong tay mang theo một sợi dây cỏ. Ở trên dây cỏ có sâu hai đuôi cá chép. Mắt thấy người này trong nháy mắt, Trường Sinh đột nhiên nhíu mày. Hắn cũng không phải là nhận biết ra được lão già mặc áo tơi, nhưng kẻ này mang đến cho hắn cảm giác rất là quái dị. Theo kẻ này dần dần đến gần, cái loại cảm giác da đầu tê dại càng phát ra mãnh liệt. Trong lòng còn nghi vấn, liền ngầm bóp chỉ quyết, mặc niệm chân ngôn, mở ra âm dương thiên nhãn. Đợi đến lúc thiên nhãn mở ra, quả nhiên phát hiện manh mối. Lão giả mặc áo tơi đúng là dị loại hóa người, bản thể chính là một con hoàng mao hầu tử. Trước đó ở dịch trạm gặp phải con chuột tinh cũng là thuộc loại này, mà năm đó bị nhốt ở nghĩa trang, lão thiên sư cũng từng nhìn thấy trong đám người vây khốn mình cũng có dấu diếm dị loại, nhưng thời điểm đó hắn không có đạo thuật, cũng nhìn không ra manh mối gì. Lão già mặc áo tơi nhàn nhã đến gần, tiểu đạo đồng thấy nó đi tới vội vàng ra đón: "Hoàng nhị gia, ngài tới rồi, mau mau đi, chân nhân nhà ta đợi ngài đã lâu." Lão già mặc áo tơi cười tủm tỉm lên tiếng. Mắt thấy hai người đứng tại cổng chặn lão già áo tơi, tiểu đạo đồng vội vàng khoát tay chụp khách: "Trưởng giáo đêm nay không tiếp khách, các người đi nhanh đi." Trường Sinh lần này đến đây chính là vì hướng Phủ Phong chân nhân thỉnh giáo chuyện về ngược, theo lý thuyết không nên tự nhiên đâm ngang, nhưng mình vừa rồi đã nói ra lão thiên sư. Thế nhưng tiểu đạo đồng lại cũng không mua chướng, mà đối với một con thành tinh dị loại lại rất là nhiệt tình. Điều này làm cho hắn nộ khí ngầm sinh, có nhiều bất mãn. Nhưng mình chung quy vẫn là bái sơn khách nhân, cũng không tiện thất lễ nổi giận. Một bên đại đầu phát giác ra được Trường Sinh thần sắc khác thường, vội vàng ngẩng đầu
nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy đại đầu đang ngó nhìn mình, Trường Sinh liền vô tình hay cố ý nhìn vào hai con cá chép mà lão giả mặc áo tơi mang theo. Hắn không tiện bước lên, cái vai xấu xa này chỉ có thể để cho đại đầu tới diễn. Đại đầu ngầm hiểu, lập tức đưa tay ngăn cản, nghiêm nghị quát hỏi: "Lớn mật điêu dân, dám công nhiên trái với đại đường luật pháp, ngươi có biết tội của ngươi không?" Đại đầu đột nhiên trở mặt, khiến cho tiểu đạo đồng cùng với lão giả mặc áo tơi dọa tới giật mình. Nhưng hai người rất nhanh khôi phục lại tỉnh táo. Tiểu đạo đồng mặt lộ vẻ không vui, mà lão giả áo tơi thì cười mà dò xét đại đầu: "Tốt, đừng có so đo, đi thôi." Trường Sinh giả bộ người tốt: "Đại nhân, ngài chính là ngự sử đại phu, chủ chính ngự sử đài, giám sát thiên hạ hình luật." Đại đầu chỉ vào cá chép, lời lẽ chính nghĩa: "Hẳn phải biết rằng, dựa theo luật pháp đại đường ta, săn bắt cá chép là đại tội khi quân, nên đánh 60 gậy lớn. Kẻ này chẳng những bắt giữ cá chép mà còn bắt tới tận hai đầu, nên hỏi tội nghiêm trị. Giống như cái loại thuộc hạ đã cơ linh lại chịu cõng nồi đen, lãnh đạo nào mà không thích." Nghe được lời của đại đầu, tiểu đạo đồng cùng với lão giả mặc áo tươi đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới Trường Sinh trẻ tuổi như vậy mà lại là ngự sử đại phu giám sát hình luật. Đại đầu nói xong, buông xuống các lễ vật đang xách trong tay, ngược lại từ bên hông lấy ra quan ấn ngự sử, bày ra trước mặt lão giả: "Ta chính là ngự sử đài, giám sát ngự sử. Ngươi lập tức theo ta tiến vào huyện nha lĩnh tội nhận phạt." "Người không biết vô tội." Trường Sinh tiếp tục hát mặt đỏ: "Người này là khách nhân của Thiên Tiên Quan, chúng ta há có thể từ trước cửa Thiên Tiên Quan bắt người. Huống hồ vị lão giả này cũng rất có lai lịch, cũng không thuộc về quản hạt của quan phủ chúng ta." Nghe được lời của Trường Sinh, lão giả kia sắc mặt đại biến. Trường Sinh nói như vậy, rõ ràng đã phát hiện ra hắn không phải là người. Đại đầu mặc kệ những thứ kia, tiến lên liền muốn bắt người. Trường Sinh thế vội vàng đưa tay ngăn cản. Kỳ thực hắn căn bản không cần thôi động linh khí, lại cố ý dùng một chút linh khí, dùng cách này để hiện lộ ra mình có xanh đậm khí sắc. Nhìn thấy khí sắc của Trường Sinh, áo tơi lão già có nhiều kiêng kỵ, đối mặt với đại đầu lôi kéo liền chưa xuất thủ phản kích, chỉ là xấu hổ né tránh. Tiểu đạo đồng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết đại đầu đột nhiên nổi giận là bởi vì bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mắt thấy sự tình không thể vãn hồi, đành phải cao giọng la lên: "Sư huynh, có quan viên muốn bắt nhị gia." Kỳ thực trước khi hắn la lên, người trong đạo quán đã nghe được ở cổng truyền đến tiếng ồn ào kêu to. Sau khi tiểu đạo đồng hô to, đạo sĩ trong đạo quán rất nhanh chạy ra. Lần này hết thảy đi ra có tới 5-6 đạo nhân, tuổi trẻ có khoảng trên dưới 20, lớn tuổi thì sấp xỉ 50. Thiên Tiên Quan cũng không lớn, đạo nhân cũng ít, trong đạo quán chắc hẳn cũng chỉ có mấy đạo nhân này. Thấy bọn họ đi ra, tiểu đạo đồng vội vàng hướng bọn hắn nói rõ nguyên nhân. Đám người nhìn thấy đại đầu đặt ở trước cửa lễ vật, lại nghe tiểu đạo đồng giảng thuật, lập tức đoán ra được đại đầu nổi giận là có nguyên nhân gì, lập tức bồi lên khuôn mặt tươi cười khuyên giải nói chuyện. Đại đầu là hát mặt đen, Trường Sinh không lên tiếng, hắn cũng mặc kệ người khác nói gì, nhất định phải lôi kéo áo tơi lão già đi huyện nha lĩnh tội. Thấy ầm ĩ ở trước sơn môn, cuối cùng đã kinh động tới Phủ Phong chân nhân. Bất quá kẻ này cũng không đi ra ngoài, mà từ bên trong truyền âm lên tiếng: "Được rồi được rồi, đừng làm rộn, vào đi, đều tiến vào." Nghe được cách không truyền âm, Trường Sinh hướng đại đầu đưa mắt liếc ra ý, người sau hiểu ý, lúc này mới buông ra lão giả áo tơi: "Đã là khách nhân Thiên Tiên Quan, lần này tha cho ngươi, nếu không nhất định phải bắt ngươi hỏi tội." Trải qua nhốn nháo lần này, hai người lúc này mới có thể vào cửa. Trường Sinh, chương 305.
cờ như nhân sinh. Trường sinh đi trước vào cửa, đại đầu mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật đi phía sau. Ngay ở thời điểm trường sinh dò xét nội viện cảnh vật, một tiểu đạo đồng từ phía bắc đi tới. Trường sinh thoáng nhìn người nọ, mới đầu còn tưởng này chỉ là tiểu đạo đồng, nhưng đột nhiên phát hiện kẻ này mặc dù thân hình thấp bé, lại râu tóc bạc trắng. Tức thời minh bạch, người này cùng đại đầu đều là người lùn. Không đợi người tới lên tiếng, liền bước nhanh về phía trước, khom mình hành lễ. Vãn bối Lý Trường Sinh, bái kiến Phủ Phong chân nhân. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Phủ Phong chân nhân mặt mũi tràn đầy mang ý cười, ngửa đầu dò xét. Chuyện của ngươi, ta đã nghe Trường Bình Nhất nói một chút. Cũng là Cát Tạo Sơn khí số không đủ, chưa lưu lại được ngươi. Nghe Phủ Phong chân nhân nhắc lên Cát Tạo Sơn, Trường Sinh hơi có xấu hổ, không biết như thế nào nói tiếp. Phủ Phong chân nhân lập tức chỉ vào Trường Sinh, rồi hướng đám đạo nhân nói: "Thấy không, đây chính là thiếu niên kia ta đã nói với các ngươi, hết lòng tuân thủ tôn sư trọng đạo, biết bao ngưỡng mộ. Vi sư nếu có một ngày thân bại danh liệt, mặc cho muôn người mắng mỏ, các ngươi cũng có thể giống hắn như vậy, không rời không bỏ, vi sư cũng liền đủ hài lòng." Lời tương tự Phủ Phong chân nhân hẳn là không phải lần đầu nói, cũng không thấy những đạo nhân kia cảm thấy khó xử xấu hổ, chỉ là cười làm lành nói tiếp, chỉ nói nhất định có thể cùng sư phụ chung hoạn nạn, không rời không bỏ. Nhìn xem, từng cái đều không có cái gì hảo tâm, thật đúng là ngóng trông vi sư thân bại danh liệt. Phủ Phong chân nhân không vui khoát tay. Phủ Phong chân nhân cùng Trương Bình Nhất là cùng một đời, nên kỳ ở giữa cổ hy và 80 tuổi. Nhưng kẻ này cũng không câu nệ tiểu tiết, thoải mái tùy tính. Thấy đại đầu mang theo đủ loại lễ vật, vội vàng hướng Trường Sinh cười nói: "Hay à, tới thì tới, còn mang thứ gì? Rõ thật là." Nói xong, không đợi Trường Sinh nói tiếp, liền hướng một đám đạo nhân nói: "Còn đứng ngay đó làm gì, nhanh tiếp lấy." Nghe được lời của Phủ Phong chân nhân, một đám đạo nhân vội vàng tiến lên đỡ đồ vật trong tay đại đầu. Bởi vì lễ vật bên ngoài có giấy gói màu, lo lắng Phủ Phong chân nhân không biết bên trong là cái gì, đại đầu liền hướng mọi người dần dần giải thích. Mới đầu Phủ Phong chân nhân còn coi đại đầu chỉ là một gã sai vặt, đợi đến lúc phát hiện hắn cũng giống như mình là người lùn, liền nện bước nhỏ chân ngắn mà tới. "Ha ha, nguyên lai ngươi cũng là hán tử Ca Ba Tức. Đến, hai ta so tài một chút, nhìn xem ai cao hơn." Hai người đồng bệnh tương liên, huống chi Phủ Phong chân nhân vẫn là trưởng bối. Đại đầu liền đứng tại chỗ để hắn ước lượng một chút. "Ha ha, ta còn cao hơn ngươi hai ngón tay." Phủ Phong chân nhân rất là đắc ý. "Tới chính là duyên phận, sau đó ta sẽ dạy cho ngươi mấy chiêu, đảm bảo ngươi hưởng thụ không hết." Nghe được lời của Phủ Phong chân nhân, đại đầu quay đầu nhìn về phía Trường Sinh, đợi Trường Sinh gật đầu, vội vàng quay đầu hướng Phủ Phong chân nhân chắp tay nói tạ. Không đợi đại đầu đứng dậy, Phủ Phong chân nhân đã xoay người hướng về phía lão già áo tươi đi tới, rồi cầm lấy trong tay hai đầu cá chép xem xét. "Ồ, đúng là bốn dâu, ngươi thật là chạy tới sông lớn à. Ta nếu như không đi, ngươi không chừng sẽ làm ra cái chuyện gì đó." Lão già áo tươi một mặt bất đắc dĩ. "Yên tâm, ta sẽ không lại dẫn ong mật đi qua đốt ngươi." Phủ Phong chân nhân cười hắc hắc. "Kia là ong mật hay sao? Rõ ràng là ong vỏ vẽ." Lão già áo tơi uốn nắn phàn nàn. "Ngươi thật đúng là hạ được ngoan thủ, đem ta đốt chết rồi, ngươi về sau thì đi khi dễ ai?" Phủ Phong chân nhân tự biết đối lý, cũng không tiếp lời, ngược lại đem hai đầu cá chép giao cho đạo nhân ở một bên, lập tức lại một phen cẩn thận căn dặn, nói như thế nào sửa đao, như thế nào nấu nướng, căn dặn đủ loại kỹ càng. Sau khi giao phó, lúc này mới quay người trở lại, gọi hai người cùng với lão già áo tơi đi hậu viện nơi ở. Trên đường hành tẩu, chỉ vào lão già áo tơi hướng Trường Sinh nói: "Ngươi hẳn có thể nhìn ra, lão già này là cái hầu tử tinh, cũng là bạn tốt của ta. Đừng nhìn nó không phải người, kỳ nghệ lại cao dọa người. Trước đó Trương Bình Nhất cũng cùng nó chơi cờ qua đấy." Đổi thành người bên ngoài, bị người chỉ vào mũi nói không phải người,
sợ là sớm đã trở mặt. Nhưng lão già áo tơi này có vẻ như đã thành thói quen. Phục Phong chân nhân lời nói vô tâm, cũng liền lơ đễnh. Đối với trưởng sinh hướng mình ngang hàng hành lễ, lão già áo tơi cũng không có sinh lòng bất mãn. Dù sao mình cũng là dị loại, trưởng sinh có thể hướng mình ngang hàng hành lễ đã không dễ dàng. Trưởng sinh sở dĩ hướng hầu tinh ngang hàng hành lễ cũng là suy nghĩ cân nhắc. Mình lúc này thụ chính là thượng thanh lục. Thụ lục kỳ thực là đạo nhân thế thiên tuần thú thay trời hành đạo thiên chức. Đạo nhân bối phận đại biểu là trưởng ấu, mà đạo nhân lục phẩm đại biểu cho trên dưới tuân ti. Mình thụ thượng thanh lục chính là trí cao nhất phẩm, mà kệ gặp ai cũng không thể thấp hơn người ta một đầu. Dẫn kiến qua hai người, Phục Phong chân nhân liền bắt đầu hướng trưởng sinh xin lỗi. Chỉ nói mình cái gì cũng tốt, chỉ là sẽ không dạy được đồ đệ. Trước đó có nghịch đồ tại nghĩa trang tham dự vây công, hắn làm sư phụ không tránh khỏi có tội lỗi. Nghe Phục Phong chân nhân nói như vậy, trưởng sinh biết lão thiên sư trước đây đã từng tới. Nếu không, Phục Phong chân nhân không có khả năng biết được việc này. Phục Phong chân nhân rất ưa thích tự quyết định. Sau khi nói xong, không đợi trưởng sinh nói chút lời khách khí, liền quay đầu cùng lão già kia nói chuyện. Nói đều là sự tình chơi cờ. Chỉ nói mình rốt cuộc phát hiện ra, vì cái gì cùng hầu tinh chơi cờ luôn luôn thua nhiều thắng ít. Suy cho cùng vẫn là mình quá mức chú trọng trương pháp, không giống như hầu tử không tuân quy củ. Kỳ thực hầu tinh cũng không phải là kỳ nghệ cao hơn chính mình, mà là nhờ vào dị loại thiên tính. Hầu tinh đối mặt với trường sinh có chút khẩn trương, lại không sợ Phục Phong chân nhân. Chỉ nói Phục Phong chân nhân rõ ràng là một tay cờ dở tệ, tài nghệ không bằng người, liền lung tung lấy cớ. Phục Phong chân nhân cùng hầu tinh không ngừng cãi nhau, trường sinh cùng đại đầu căn bản không chen lời vào. Không bao lâu, Phục Phong chân nhân dẫn theo mấy người tới chỗ ở của mình. Phòng cũng không lớn, bên trong rất là vắng vẻ, ngoại trừ giường chiếu bàn ghế đơn giản cùng chút ít sinh hoạt dụng cụ, lại ít có tạp vật. Dù đã sớm biết Phục Phong chân nhân là vị cao nhân đắc đạo, nhìn qua trong phòng bày biện, trưởng sinh vẫn đối với y quan trọng thêm một chút. Nhìn một người cảnh giới cao bao nhiêu, chỉ cần nhìn ở trong gian phòng bài trí cùng trưng bày. Riêng là gian phòng sạch sẽ còn không tính, vẫn phải nhìn đồ vật nhiều ít. Bày biện càng qua loa, tạp vật càng ít, nói rõ cảnh giới của người nọ liền càng cao. Trái lại cũng thế, nếu như trong phòng nhồi nhét tràn đầy, nói rõ kẻ này cũng không có siêu thoát ngoại vật trói buộc. Nếu như trong phòng như ổ heo, vậy liền càng kém, nói rõ kẻ này tâm tư lộn xộn, làm việc không có kết cấu gì. Phục Phong chân nhân cùng hầu tinh vào cửa, liền bắt đầu chơi cờ. Ngay cả ngọn đèn cũng không đốt lên, trường sinh cùng đại đầu chỉ có thể từ một bên xem cờ. Người thời đường chơi cờ đơn giản có hai loại, một loại là cờ vây, còn có một loại là cờ tướng. Phục Phong chân nhân cùng hầu tinh đánh là cờ tướng. Hai người biết Phục Phong chân nhân đối chiến hầu tinh thua nhiều thắng ít, chẳng những không dám nói lung tung, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ Phục Phong chân nhân thua cờ lại oán trách người khác. Quả nhiên, chính như hầu tinh nói, Phục Phong chân nhân cờ phẩm cũng không tốt, mất đi quân cờ liền các loại oán trách. Một lát oán trách hầu tinh mặc áo tơi là hình người dáng chó, chỗ này ngồi làm cho hắn rất là khó chịu. Một lát lại oán trách hầu tinh không giảng cứu, mình còn không có ra cờ, hầu tinh đã đem pháo của hắn ăn hết. Hầu tinh cũng không nể Phục Phong chân nhân. Phục Phong chân nhân trên nó biến thành hình người trướng mắt, nó liền hiện ra nguyên hình từ trên ghế ngồi sụp. Phục Phong chân nhân oán trách nó chơi cờ vội vàng, nó liền chờ Phục Phong chân nhân ra cờ sau đó lại ra tay. Hầu tử cùng với những dị loại khác có khác biệt, chính là hiện ra nguyên hình cũng có thể miệng nói tiếng người, chơi cờ đồng thời không ngừng chào phúng Phục Phong chân nhân. Cũng không phải là chọc giận hắn, chỉ là thuận miệng phản bác, thể hiện ra miệng lưỡi cay độc. Phục Phong chân nhân là người lùn, giết tới khẩn yếu quan đầu, trong lòng càng khẩn trương, cũng ngồi xổm trên ghế. Một cái người lùn, một con khỉ,
líu ra líu díu, chế nhạo chửi rủa, nhào nhào quên cả trời đất, giết đến nhiệt huyết sôi trào. Đại đầu một đường nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Phục Phong chân nhân mất quân cờ lại đổ lên đầu mình. Thận trọng xem cờ, cẩn thận từng ly từng tí. Người bên ngoài xem ra Phục Phong chân nhân cùng Hầu Tinh chính là hai tiên điên không có cờ phẩm, nhưng Trường Sinh nhìn thấy lại không phải là cãi lộn cùng tính toán, mà là tự tại cùng thẳng thắn. Mặc kệ Phục Phong chân nhân hay là Hầu Tinh đều chưa từng kiểu cách, làm chính là sự tình mình muốn làm, nói chính là lời mình muốn nói, cũng không phải sợ mình nói sai đối phương sẽ tâm sinh bất mãn. Quả thật là đại đạo vô hình, phản pháp quy chân. Lão thiên sư chính là Thượng Thanh thiên sư, đạo môn cao nhân, sở dĩ thỉnh thoảng sẽ mấy ngày tại tiên quan nấn náo mấy ngày, chắc hẳn cũng bởi vì thưởng thức Phủ Phong chân nhân thẳng thắn tính tình. Kỳ thực càng là người thân cư cao vị, càng chán ghét lục đục với nhau. Bất kỳ cái gì kỹ xảo cùng tâm cơ đều có thể bị bọn hắn một chút xem thấu. Bất kỳ cái gì dối trá đồ vật bọn hắn đều không thích. Bọn hắn chỉ thích một vật, đó chính là chân thực. Tuyệt đối đừng mang theo giả bộ chức vị cao trước mặt người. Một khi giả bộ hẳn phải chết. Đại đầu lúc trước đánh người làm bộ đúc kiếm, cùng đối với vị huyện lệnh vi phục tư phóng một trận châm chọc khiêu khích, cũng chính bởi vì không quen nhìn bọn hắn dối trá cùng kiểu cách. Cũng may gặp đại đầu, nếu là gặp phải Phủ Phong chân nhân, hai người hạ tràng đoán chừng còn sẽ thảm hại hơn. Trường Sinh cũng không biết chơi cờ như thế nào, bất quá thô thiển kỳ lý hắn vẫn hiểu được. Thời điểm quan chiến rất nhanh phát hiện vấn đề của Phủ Phong chân nhân. Phủ Phong chân nhân chơi cờ vấn đề lớn nhất chính là thận trọng từng bước, quá phận tiếc quân, muốn kiêm cả công lẫn thủ, cân nhắc được mất. Không thể không nói Phủ Phong chân nhân tâm trí quả thực viễn siêu thường nhân, tâm tư dị thường tỉ mỉ. Đều nói đi một bước nhìn ba bước, Phủ Phong chân nhân chơi cờ thậm chí có thể lo xa vài chục bước, cơ hồ đến mức kinh hãi thế tục. Trái lại Hầu Tinh ra cờ rất nhanh, cực ít suy tư, cũng không thể nói nó căn bản không nghĩ, nhưng căn cứ nó ra cờ ứng biến tốc độ tuyệt đối không có đầy đủ xem xét, nhiều lắm chỉ là phán đoán trước mắt một hai bước. Có câu nói loạn quyền đã chết lão sư phó, còn có thành ngữ gọi là đàn gậy tai châu. Phủ Phong chân nhân cùng Hầu Tinh chơi cờ chính là loại tình huống này. Hầu Tinh hoàn toàn không tuân thủ trương pháp, không quản ngươi suy nghĩ bao sâu xa, ta liền đánh ngay trước mắt. Hơn nữa Hầu Tinh chơi cờ còn có đặc điểm, đó chính là không tiếc quân cờ. Cái gì xe ngựa pháo, nên đổi thì đổi, nên đi đâu thì đi, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Trường Sinh không dành chơi cờ, trước đây luôn được nghe thấy người ta nói nhân sinh như cờ, cờ như nhân sinh. Đối với dạng thuyết pháp này hắn kỳ thực cũng không gật bừa. Bất quá qua lần này quan cờ, hắn rốt cuộc có bản thân trải nghiệm, lời đấy quả không giả. Chơi cờ cùng nhân sinh quả thực có chỗ tương đồng. Lấy Hầu Tinh làm thí dụ, nó sở dĩ dám đánh không tiếc đồng quy vô tận, nguyên nhân rất lớn là bởi vì nó không giống như Phủ Phong chân nhân kín đáo tư duy. Trên bàn cờ quân cờ càng ít, nó điều khiển càng dễ dàng. Loại tâm tính này thúc đẩy khiến cho nó chơi cờ sát khí liền trọng, sĩ khí liền đủ. Vừa mở cục liền chiếm cứ ưu thế tiến công, cái gọi là hai quân đối diện dũng giả thắng. Một phương hung hãn không sợ chết, một phương khác khí thế liền rơi xuống hạ phong. Trái lại Phủ Phong chân nhân luôn luôn xem trước, sâu xa chú ý, ý đồ trưởng khống toàn cục. Kể từ đó liền mất đi nhuệ khí, luôn luôn bị động bị đánh. Kỳ thực đối phó với đối thủ như kiểu Hầu Tinh, cần phải lấy đạo của người trả lại cho người, trực tiếp chính diện chọi cứng. Kỳ thực Phủ Phong chân nhân cũng minh bạch điểm này, cũng ý đồ theo Hầu Tinh liều mạng. Nhưng Hầu Tinh là thật sự không sợ chết, mà Phủ Phong chân nhân hung hãn không sợ chết là kiên trì bước ra. Thời khắc mấu chốt vẫn là bận tâm hậu quả, vẫn không dám cá chết lưới rách. Nghĩ thắng nổi loại đối thủ như Hầu Tinh, kỳ thực chỉ có một giải pháp, đó chính là không để ý hậu quả, đánh cho đến chết.
Tuyệt đối đừng nghĩ mất quân cờ sau đó lại thế nào xử lý. Nếu như luôn luôn lo lắng hậu quả, liền sẽ một đường bị hầu tinh đè lên mà đánh. Đến cuối cùng, không có gì bất ngờ, Phủ Phong chân nhân lại thua. Mắt thấy Phủ Phong chân nhân lỗ mũi khép mở, có dấu hiệu nổi giận, hầu tinh vội vàng giơ ngón tay chỉ vào hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Còn dám đánh ta, ta liền không tới. Cái nào muốn đánh ngươi? Phủ Phong chân nhân há mồm thở dốc, lại bày lại đánh tiếp. Mắt thấy hai người chỉ lo chơi cờ, đem mình cùng Trường Sinh vứt sang một bên, đại đầu có chút gấp gáp, ngẩng đầu nhìn về phía Trường Sinh ở đối diện. Trường Sinh xúc động, vội vàng hướng đại đầu ném đi ánh mắt an tâm chớ vội. Trước đây Phủ Phong chân nhân đã từng nói muốn chỉ điểm đại đầu một chút, lúc này mở miệng ngắt lời, sợ là Phủ Phong chân nhân sẽ tâm sinh bực bội, phải nghĩ cách chỉ điểm một chút Phủ Phong chân nhân để tâm tình của hắn tốt đẹp. Đây cũng chính là cao thủ chân chính, tâm tình tốt không chừng sẽ truyền thụ cho đại đầu tuyệt kỹ gì đó.